Bình họng thương điếp, Thái Nguyên đã đánh trá là tỷ phuông nâng mế lai mòn đây, khe nằm co kinh mát. Mái bận cần này, tay trá ngần chèn nằm co kinh mát của tỉnh, trắng chám sở Bát Vân Bác tổng tài trá của ngành đam chay. Chính vì bận mà đề án có bần nằm co kinh mát ông mà lai ngần chèn, tỉnh đã lựa chọn để tham thỉnh co nằm, tỷ lệ co mắc na, mắc phục và mắc ngận, khe có bần nằm co kinh mát ông mà lai ngần chèn của tỉnh. Và cái này, ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cũng đang lồng lèng băng tròi khe có phần bại thỉnh có kinh mát này, rú bại tỷ đã đạch quy hoạch. Tối hư việc tan ngòn khẩu có khẩu co bắp, bên này lượn nhìn Hoàng Thị Vinh, rú xỏm Đồng Luông, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, sẽ âu thêm có mắc na khẩu nằm dù phấn điên bù pha mà lượn đà tả lê đai tẩm hương giá vì nắm nằm đẩy co lăng. Bên này lượt khỏi đại trình tình cầu bác co mắc na phè của hội khuyến nông tỉnh Băng Chòi, lượt khỏi sẽ nằm rú búng đinh bù tha lẻ sở hecta nâng và bác khỏi lên liêm cả thôn thấy số con nằm nảy sẽ sống và khẩn khéo đây. Phát nèm đề án tầng có con nằm ao mà lai ngần chèn của tỉnh Thái Nguyên tư pi long xiên nhì lý bếp thân pi long xiên nhì lý hà, giám thân pi long xiên lam lý. Trung tâm khuyến nông tỉnh Thái Nguyên đã hết mô hình nằm có mắc na lèo tiêu chuẩn lè hết lư, rú xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, 6 tỉnh chất hecta. Bài lươn hòm khẩu nằm sẽ đáy băng tròi bác phân bác co phè và cả 10 cách nằm, ngòi trướng, cách hết lư và cáp 6 lè khai sự của cái hết óc. Có này bình họng phấn lai lại ngòm khẩu đâm chay, chắc tì lè ngòm khẩu có bắp, và cái này lại mì thêm có mắc na, lè sẽ ông mà lai ngừng chèn hợp bình họng. Tòi 6 có mắc na lè chân cả hạp 6 đinh phủ ha, vì một tì mà bóc khỏi đã lược huyện Đồng Hỷ lè nằm có mắc na. Sang việc băng tròi mưa nằm hứ, ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cũng đang hết quy hoạch búng nằm cải và tải lung bại phè cao kinh mát. Cả này cách hát ghép cáng co kinh mát đang đẩy cơ quan chuyên môn đã cả hát và bình họng cũng đã hát rú lai búng co kinh mát cải của tỉnh. Lượt khỏi sẽ lỡ tròi tèo phường, khe tải lung mửa đinh và chất lượng co mát lăng bửa thu củ. Nhàng tối 6 bình họng vừa nằm co kinh mát sẽ đẩy băng tròi bác phân bác trá co phè, bác phân bác chèn khe đầy trình lẻ của cái lư. Băng tròi chèn mưa khốn bọn lư và băng tròi chèn xe dự bại thỉnh máy tuyển nặng, máy chỉnh biến, máy tổng hó và lưu củ cua cái. Bại lần dân, bại doanh nghiệp, bại hợp tác xã, xe đề dùng chính sách băng tròi nỉ lại cần đăng ký 6 cán bộ nông nghiệp xã, xe tổng hợp, khảo kế hoạch mưa tặng có hát kinh hàng pi của huyện và của tỉnh. Này cũng sẽ cọp phấn, xe hát đêm bại phung dường của đề án, tặng có bại còn nằm của tỉnh Thái Nguyên đã tặng óc. Việc chắc đẩy thế lành của búng cáp 6 giường mì lai cần xa dự nảy sẽ lại mòn đây nâng le có kinh mát phối lé và bại thình cua cái hát óc của tỉnh Thái Nguyên bay khỉn mắn táng hơn. Mưa chỉnh biến cần đẩy tỉnh khảo liêm lai hơn le phiến mòn đẩy mùa màu tọ tèo nắm khai đẩy trát lung bận lai cua cái đai mà bại tỷ phuông trang tạm nạm mường đang chập cả này.